Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi trang truyền hình huyện Chợ Đồn phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, đến hết năm 2021, xã Yên Thịnh đã thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi với những ngôi nhà, con đường, trường học, trạm y tế, kênh mương được xây dựng khang trang, nhiều mô hình kinh tế mới phát huy hiệu quả. Sự khởi sắc đó bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước chính là kết quả của sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, chung sức một lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Minh chứng cho kết quả đạt được, ngày 6 tháng 4 năm 2022, xã Yên Thịnh đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Xã Yên Thịnh nằm ở phía tây của huyện Chợ Đồn, cách trung tâm huyện 20 km. Toàn xã có 466 hộ, hơn 1.820 nhân khẩu, 3 dân tộc cùng sinh sống gồm Tày, Dao, Kinh. Với mục tiêu về đích nông thôn mới đúng kế hoạch, cấp ủy, chính quyền xã Yên Thịnh đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ linh hoạt, phát huy sức mạnh của toàn đảng, toàn dân. Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã có những thay đổi tích cực. Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp trong toàn xã. Dân chủ cơ sở được nâng cao hơn, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên. Qua đó đã phát huy được nhiều cách làm sáng tạo, góp phần huy động được nhiều nguồn lực, đóng góp cho xây dựng nông thôn mới. Tiêu quốc gia về xây dựng mới với xã Yên Thịnh, cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể địa phương đã chủ động triển khai từ hội nghị tuyên truyền triển khai đến cơ sở vận động bà con trực tiếp thì hướng ứng để thực hiện, đặc biệt là sự vào cuộc nhiệt tình và trách nhiệm ban phát triển xây dựng nông thôn mới của các thôn và sự hưởng ứng đồng lòng bà con thực hiện cái chương trình nông thôn mới của Yên Thịnh luôn được thuận lợi và hiệu quả, được bà con tham gia nhiệt tình từ hiến đất góp công góp sức để thực hiện các cái công trình về xây dựng, về phát triển kinh tế, thực hiện các mô hình thì bước đầu cũng đã có hiệu quả để đạt được những cái thành tích thành quả như vừa qua. Để người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền vận động luôn được xã Yên Thịnh chú trọng. Thông qua tuyên truyền, ý thức của nhân dân được nâng lên, từ đó đã tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động, thực hiện các công trình xây dựng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, chung sức xây dựng cảnh quan bảo vệ môi trường. Xã Yên Thịnh giờ đây có sự chuyển mình rõ rệt về diện mạo, cơ sở hạ tầng từ chỗ yếu và thiếu thì nay đã được đầu tư đồng bộ khang trang hơn. Xác định mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn. Những năm qua, xã Yên Thịnh đã vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy mô hộ gia đình, gia trại, trang trại, trồng rừng và thu hái các sản phẩm từ rừng, kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ. Tiêu biểu như năm 2021, xã đã xây dựng được một số mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm như mô hình nuôi dê thương phẩm, trồng ngô ngọt, chăn nuôi trâu bò vỗ béo. Đến nay, xã có 2 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả theo đúng luật hợp tác xã năm 2012. Địa phương luôn khuyến khích các hộ chủ động tham gia các lớp học nghề, xuất khẩu lao động, làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhờ định hướng ngành nghề đúng đắn, toàn xã có 93% tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của năm 2021 của xã đạt 36,04 triệu đồng một người một năm. Xã không còn nhà tạm, dột nát, có 384 trên 466 nhà ở dân cư đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, chiếm 82,4%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,27%. Mình muốn mở rộng cho cái mô hình cho nó phát triển rộng ra. Mình muốn cho mọi người, các tổ hợp tác, vừa là mình hỗ trợ về con giống rồi kỹ thuật để cho các cái tổ hợp tác và mọi người cùng phát triển. Kinh tế phát triển đã tạo đà cho xã Yên Thịnh đầu tư hạ tầng cơ sở nông thôn. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm và đóng góp của nhân dân, nhiều công trình phúc lợi quan trọng được xây dựng khang trang kiên cố, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp, đường giao thông từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa 100%, đường trục thôn liên thôn được bê tông hóa trên 14 km, chiếm 89,45%, đường ngõ xóm đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Về thủy lợi, tổng số kênh mương đã được kiên cố hóa 14,7 km, chiếm 90,2%.
đảm bảo nước tưới cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và dùng điện thường xuyên an toàn đạt 100%. Thực hiện được cái sự hiến đất để làm được con đường nông thôn mới này thì tập thể chi bộ nói riêng và toàn thể các tổ chức chính trị xã hội trong thôn nói chung đã đồng lòng tập hợp bà con lại qua những cái tuyên truyền cái lợi. Nếu mà được có đường đi thì chúng ta sẽ đi lại dễ dàng, trẻ con đi học dễ, rồi là mùa màng thu hoạch về cây cối đến mùa khai thác chúng ta sẽ đi lại thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, công tác giáo dục được quan tâm, các trường lớp học được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Cơ sở vật chất văn hóa từng bước được đầu tư với một nhà văn hóa cấp xã, 10 trên 10 nhà văn hóa thôn đảm bảo về quy mô sử dụng, đáp ứng nhu cầu hội họp của nhân dân. Kết quả năm 2021, 10 trên 10 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định. Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, xã có một chợ với diện tích trên 3.600 m², đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa của nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt. Năm 2016, xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế chiếm trên 85%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%. Trên 72% hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, cảnh quan môi trường từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, các chế độ chính sách được thực hiện tốt theo quy định. Hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. 100% cán bộ, công chức xã đều đạt chuẩn theo quy định. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối với xã Yên Thịnh, thì từ cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các toàn xã là chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con tiếp tục coi như là duy trì phát triển những cái tiêu chí đã đạt được và nâng cao những cái hiệu quả những cái tiêu chí mà chúng ta đã đạt được. Đây là một cái nhiệm vụ mà trong đánh giá thì đã được đạt được rồi. Tuy nhiên là vẫn trong một đâu đó thì vẫn còn một số nội dung là chưa đạt thì chúng tôi tiếp tục là thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và từ chi bộ đến thôn bản để thực hiện tạo sự đồng thuận của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức quần chúng và đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân trong công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. Đây là một cái mà chúng tôi đang thực hiện và từ đó song hành đó tạo sự đồng thuận cao nhất của người dân. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Yên Thịnh đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Kết quả này sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thịnh tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp hơn. Trang truyền hình của huyện Chợ Đồn kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.